Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ này. Bây giờ thì Khải bắt đầu gia tổ anh em ơi. Còn 27 lần nữa là lấy cái móc 3k. Rồi. Xem thử mở rương 3k được gì. Khải với Long góp lại 2 rương nha, mở 2 rương được thì chia đôi. Đó, ăn ban định quốc, nhu tình các kiểu hiệp cốt nha anh em. À, gia tổ đây. 27 lần nữa. Xin lỗi 57%. À, làm cái video là luôn lưu lại sử sách này. Cái móc này thì hay làm giả tàu lắm. Đồ ngon mà. 29. Làm bảo giới chỉ họ. Làm bảo giới chỉ họ là cấp 9 này. Cấp 9. Làm bảo giới chỉ họ. Còn 29 cái thôi nè. Nên là cẩn thận coi thì gia tẩu thử ad nào có thì bỏ qua. Làm lại chuyện đó. Đồ thủy. Không có họ ta. Chiều Dương Châu gió mưa bao trùm trời xanh. Mật đào tương dưng đã khiến bao anh hùng lâm trận. Gặp được em giữa núi thanh thành sơn. Bên ở lớp tôi đi được duyên thương mãi mãi không rời xa. Bỏ ra cái mic kìa. Đào ngờ đâu chiến tranh chia lìa tình ta dù mừng giang tân trời ngò là biết cẩn thận biết quý nha. Không quay lại kìa, không quay lại kìa, không quay lại kìa. Qua nhà một cái luôn đi. Sinh lực 1 đến 10. Giờ thiền đã đến. Lùi lại đi. Lùi lại rồi. 1000 ở đâu? 1000 tấm kim. 1000 điểm tích lũy tấm kim. Ok. Mua bài con này bỏ qua nè. 1000. Ok ok. Mua cái thị trường tấm kim bỏ qua là được. Mua đủ hết rồi. Duy ơi, mua anh cái xíu nên giao dịch lại cho Duy ơi. Mua đi, lấy ạc lông đi, thành đồ đông này. Ở đâu? Thành đồ đông. Công dụng phí còn đúng 27 lần để anh mua. Thành đồ đông, thế nên mua giao dịch lòng. Lộ mua con Huy gì vậy? Mua con Huy. Quân Huy đúng rồi. Tốt đánh lính đi nha, tạo thế đi nha, cho đi lên này. Đây, đây. Thế này đẹp nè. Thành đồ đông. Thành đồ đông. Anh thương soi mà hết bao nào rồi. Em vào này. Lòng màu giấc mơ bay nặng mà. Trên vang trời chất vật đời hùng anh. Tóc biến đấy. Rồi. Làm tiếp đi cái gì cần hú gì nữa. Bỏ phí anh còn 27. Thiên hạ chi tu. Trong ngày nào đó ráng 12 giờ mở đẹp. Nó về đó. Đi ra nhóm sống rồi. Anh đây. 5 triệu kinh nghiệm ngon. Ồ chị 5 triệu ok. Chị 5 triệu đi mua cục tống kim kinh nghiệm đan. Ba k được rương nha nè. 3k được đánh này. Rương này anh em mở định quốc ăn ba được các kiểu. Biết tối nay mình mở được gì đây. Biết tối nay mình mở được gì đây. 1 triệu ăn được 1 triệu ăn một cái bài vừa ăn một triệu nữa ăn được tiếp tục mua cái bài phân đồ bát mạch chân kinh lập danh có tân hồng phong này làm nhanh rồi nè cầm cái sơ đồ này đó. Một ngày được 20 lần thôi. Không lôi 11. Kiểu gì dừng ra mới tiếp. Mật đạo biến kinh bao khó khăn tâm kim hiệp uy không sợ. Còn 18 lần nữa, có lần này. Ngon dần á. 15. Trong chân đã nổi lên dồn. 1 triệu không thành nhân luôn. Dương 20. Phi nhanh hàng huyết về ngày đêm kia lâm an người bỏ lòng cùng sánh vai quyết chí. Dương 1. Cửa bay núi thanh thành
5 triệu kinh nghiệm. Này à, chỉ nhanh luôn. Bot này. Đây em ơi, đây em ơi. Ba một có mất quy kìa. Nó không còn gì rồi. Thôi đánh cứ bot đi. Thôi nó mất thôi bỏ. Nhường lại, nhường mạng này. Cứ bỏ đi. Lâu không? Lâu không? 5 triệu tiếp. Ok. Một triệu kinh nghiệm. Rồi, con rương. Đó. Gì có chưa? Con rương. Anh chờ tí đang đang làm con này. Con này biết rồi đâu này. Con 2 giờ một, con 2 giờ một con rương. Gì gì. Chờ 2 phút đây. Xong rồi. Ok. Rồi, được một rương. Cấp 3. Anh ăn đi. Đám cá này đi tiêu à? Còn đi này. Cá nó vậy nhá. Để còn hồi máu, còn hồi máu. Rồi, đợi dây góp nữa, hai người nha, hai người mở rương nha. Đó. Hai người sẽ được hai rương. Đó, để thấy chưa? Sử dụng sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong bảy định quốc an bang Newton. Ngẫu nhiên. Sau support là ra nó các kiểu các kiểu cầu. Rồi ok. Đó, hai rương. Rồi, được coi được gì anh em chia đôi coi. Kiếm cái bài bài giữa chuyện ăn bang hoặc là áo định quốc. Nón định quốc rồi giữa chuyện ăn bang rồi hoặc là nhẫn ăn bang rồi các kiểu coi. Rồi anh em may mắn nè, từ từ. Một may mắn nè. Từ từ anh em đợi vô bà tờ nha. Vô bà tờ may mắn cho xe nè. Anh em lại tới. Đấy nha, nó khác nhau. Trừ 11 tiền, 2.000 3 tiền. Xin chúc mừng bạn đã mở được một viên đạn. Bao năm xa cách chốn giang hồ, trở về nơi nghĩa thông sâu còn thi. Nơi đây chăn chứa bao niềm tin. Là làm tốt hơn nữa. Dạ. Ngày xưa biết bao trọng ngày. Rồi, em mấy ngày. Ở đây thì xanh rồi. Này, này. Bỏ. Ok. Cầm ăn nhảy thành này. Ta thiếu lắm kiên nghiệt tình hợp. Đó, anh em thấy mấy nhân đầu chưa? Rồi, chuẩn bị này. Phượng tường này. Trên hoa sơn mở này. Hoa sơn đẹp, cảnh đẹp khi chưa nè. Thành Nguyên đánh lạnh vài watt kìa. Rồi, mở nha anh em. À, thấy phong cảnh hiểu tình chưa? Mở như gì? Để đó, nó không về. Delay. Thời gian trôi qua đi bao sao? Mở nha. Bót cắm mắt ở trong này luôn nè. Bót ơi, bót ơi. Bót ơi, nó vào rừng kìa. Vào rừng dưới của mình ấy. Mở này. Gì vậy? Dây chuyền đủ hàng liên không? Còn cái nữa nè em ơi. Dây chuyền hàng liên sao nó theo mình ra chuyền hoài vậy ta? Hàng liên rồi ạ, ưu tiên. Ừ. Trời ơi, hai dây chuyền hàng liên hết đường rồi. Thua gì vậy? À, nhỏ thiệt. À, người ta mở hàng bàn đừng quắc mình đúng số đen luôn nè. À, đúng. Thiệt anh em mình đúng đen. Người ta mở đồ đình quắc nhu tình rồi các kiểu. Ăn ba rồi các kiểu má mình mở hai chuyện hai phát hai chuyện chiều luôn rồi. Ồ một cái chuyện có tiền gì vậy? Ta ăn luôn rồi luôn đi gì? 40 mắt ọp. 40 ấy thì à, cái trình luôn. Đánh này đánh. Có người mua em ơi, lần chẳng 40 có người mua. Ừ, có mắt ọp luôn. Anh xuống luôn, anh đánh được. Ơ, mẹ con quái đâu đâu vậy? Ủa xin được gần mắt rồi. Mắt ộp luôn mà hả? À lội lực gần mắt rồi. Mắt ộp. Trả giá đi. Nhìn là hiểu hàng. Hiện tại bây giờ thì nhu tình thì rất là hiếm rồi nè. Mà những cái gia truyền mắt như thế này đính trong đầu ngón tay. Thằng Lan rồi. Ừ. Nhiều bì em.
gần mắt sân bay được hai ba ai di chuyển hai cái chuyện nói chung gia chuyện này được cũng được vài kiếm gì 5 đến 8 kiếm ấy biết không chuyện này hơi bị đẹp ấy được cái gia chuyện ngon này đó. Cái chuyện này server này hiện tại thì tìm rất có nè những cái chuyện mát rồi lấy hiệu ứng đặng mất 80 á hiếm lắm được cái chuyện là được rồi một cái cùi cái ba má mình mở toàn giá chiền anh em ơi nhỏ thiệt cho anh em xem đánh mập cũng móc 2k cũng móc 2k cũng giá chiền em này cũng có đây cũng chú lầm đây cũng đường môn chứ mà giá chiền này có tiền ấy cũng được bù lỗ em ơi bù vào được vài kim gì bán bây giờ em thôi nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nha chung là hơi nhỏ nhưng mà được giá chiền mắc thì cũng được vài kim anh em chắc cũng lỗ một tí giá chiền ăn ban phết sau khi đặt những móc giả tẩu tiếp theo Khả sẽ tiếp tục làm cho anh em xem nha 4-3k thì nói chung sẽ vừa được 4 tháng rồi nè gần được 4 tháng rồi hiện tại bây giờ móc cao nhất thì 3k2 đó, gần 3k1 rồi thì sẽ vừa này 3 tháng rưỡi rồi nè đây được 3 tháng rưỡi rồi được rồi.